Hồng Sâm xin kính chào quý vị. Hôm nay với chương trình Phụ nữ và sắc đẹp, Hồng Sâm xin gửi đến quý vị một bộ sản phẩm rất hay dùng cho những người có làn da nám, làn da mà không được sáng, hoặc là những người có những vết thẹo để lại từ mụn, có những vết thâm, hoặc là những người nào mà nhăn thịt nhăn, thì những cái sản phẩm này sẽ giúp cho quý vị có một làn da trẻ trung hơn, sáng hơn và làm săn chắc hơn. Thì thứ nhất là cái chai ban ngày. Cái bộ này gồm một chai ban ngày và một chai ban đêm. Thì quý vị, cái chai ban ngày quý vị xài đó, trong cái chai ban ngày nó có chất vitamin A, cho nên nó giúp cho cái da của mình tái tạo rất nhanh mà nó không làm cho khó chịu. Nếu quý vị nào mà đã xài những cái thuốc nám hồi trước giờ lột da mà đã rất là mỏng, thì quý vị nên xài những cái chất dinh dưỡng này giúp cho da mình từ từ hết nám mà không có bị khó chịu trên da. Đây là một cái sự kết hợp giữa vitamin A và những chất dược thảo thiên nhiên, giúp cho da mình càng ngày càng trẻ đẹp hơn và thẩm thấu rất sâu dưới da. Công dụng của cái này là chữa cho những người nào mà có da bị nám, hoặc là da có những vết thẹo trên mặt, hoặc là nhăn. Quý vị xài cái này ban ngày, thì khi quý vị xài á, thì mình rửa mặt sạch và mình bôi cái chai kem ban ngày này lên. Sau đó quý vị phải bắt buộc bôi một cái loại kem dưỡng da, dưỡng ẩm khác lên trên da nha. Quý vị phải xài dưỡng ẩm ở trên cái loại kem này, tại vì đây là một cái chất đặc trị chứ nó không phải là một cái kem làm ẩm. Hoặc là quý vị có thể xài kem chống nắng. Khi xài bộ kem này, quý vị phải xài kem chống nắng. Nhưng mà nếu mà kem chống nắng của quý vị đã có cái chất dưỡng da mà làm ẩm rồi, thì quý vị không cần xài cái dưỡng ẩm lên trên. Nhưng mà nếu mà quý vị không, trong cái chống nắng đó mà không có, thì quý vị nên xài cái kem dưỡng ẩm trước và cái chống nắng chồng lên trên. Thì đó là cái chai của ban ngày. Còn cái chai ban đêm thì quý vị xài cũng giúp cho làn da trị nám và những cái vết sẹo trên mặt. Trong cái chai này nó gồm có coenzyme Q10, nó giúp cho cái da mình tái tạo rất đẹp, làm cho da săn chắc. Và như mình càng ngày càng lớn tuổi hơn á, thì cái chai kem này sẽ giúp cho cái mặt mình nó chắc hơn. Và đặc biệt là những người có vết nám trên mặt, hoặc là những cái vết thẹo để lại trên mặt, hoặc là quý vị nào mà cái da mình bị ải ải á, nhìn giống như là nó tái tái, nó không được trắng á, thì trong cái chai này nó có chất vitamin C để giúp cho da mình sáng hơn và trắng hơn, từ từ làm cái da mình lành lặn lại, và rất là tốt cho những người có làn da nám. Nếu quý vị nào mà có nám nhiều hơn bình thường nữa, thì quý vị sau khi xài những cái chai này rồi, quý vị từ từ, quý vị sẽ xài những cái đặc trị nặng hơn nữa. Nhưng đối với những người nào có một làn da nám, thì khi quý vị xài chai ban ngày ban đêm này, nó là một cái tác dụng từ từ thôi. Nó không có phải là cái mà quý vị xài hôm nay và ngày mai nó trắng, nó hết nám liền. Nhưng trong vòng cỡ 4 tuần, quý vị có thể thấy là cái làn da của mình rất là khác. Và ngoài cái vấn đề trị nám đó ra, chai kem dưỡng da ngày và đêm này cũng giúp cho quý vị có một làn da thẳng hơn, bớt nhăn và làm cho trẻ trung nhiều hơn. Đó là hai chai ban ngày và ban đêm. Nếu quý vị xài ban ngày và ban đêm rồi mà nếu mà không, quý vị không có cái chai mà dưỡng da ẩm, thì trong cái bộ này quý vị có thể mua kèm thêm một chai dưỡng da ẩm nữa, để giúp cho cái da mình nó thẳng hơn và nó đừng có bị khô. Thì trong cái chai dưỡng da ẩm này rất là tốt, nó có lipid protein giúp cho da mình lúc nào cũng đầy đủ chất nước trong da. Và thẩm thấu trong da rất là sâu, và dùng làm toàn bằng dược thảo hết, cho nên quý vị không có sợ bị dị ứng. Ngoài ra cái chai kem này cũng có chức năng giúp cho mình chống lão hóa và làm cho cái da mình săn chắc. Thì nếu quý vị xài hai cái chai tái tạo này rồi, thì quý vị xài kem cái này nữa, thì khi mà cái da mình nó đã tái tạo, nó giúp cho cái mặt mình đã có một cái làn da mịn màng non hơn, thì quý vị xài cái chai này ở phía trên để giúp cho cái da mình nó giữ cái độ ẩm, đừng có làm bị nhăn, hoặc là giúp cho mình từ cái environmental, như là cái môi trường bên ngoài đó, nó đừng có làm cho cái da mình bị ảnh hưởng tới, làm cho mình trẻ trung hơn. Thì quý vị có thể mua hai chai này và một chai này. Thì nếu mà quý vị mua kèm một bộ này thì là đủ cho một cái người có thể xài trong vòng 3 tháng. Nếu tùy, nếu quý vị xài nhiều thì nó sẽ tốn nhiều hơn, nhưng mà trung bình là quý vị có thể xài 3 tháng trong cái bộ kem này. Và bây giờ công ty có đặc biệt là nếu quý vị mua bộ kem này thì quý vị được free shipping. Và nếu mà quý vị mua nguyên một trọn một cái bộ kem sản phẩm hết của trong công ty, ngoài cái này ra, thí dụ chống nắng và dưỡng da, thì quý vị sẽ được quà tặng. Thì khi quý vị gọi vào thì cái quà tặng đó là gì, thì đó là sẽ là cái bí mật cho quý vị khi quý vị gọi vào nhé. Nếu quý vị có thắc mắc gì thì quý vị có thể gọi vào số 1-866-904-7546, 1-866-904-SKIN. Quý vị có thể gọi vào, và tất cả các chị trong công ty sẽ có thể cố vấn cho quý vị về cái sản phẩm này. Đây là một cái bộ sản phẩm mà quý vị không thể nào thiếu nếu da quý vị có những cái vết nám, hoặc là những cái vết mà bị
mụn để lại vết thâm. Cái này không những cho quý bà mà cả quý ông cũng có thể xài đến cái sản phẩm này để giúp cho cái sản phẩm này được, cái da mặt mình được đẹp hơn và trẻ hóa ra. Một lần nữa, chai ban ngày và chai ban đêm thì cộng thêm một cái chai dưỡng da ẩm quý vị cần thiết cho một cái bộ dưỡng da để giúp cho làn da mình hết nám và săn chắc hơn. Chào các bạn, hôm nay Dương Vũ Trung tới đây không phải hát nhưng mà chỉ giới thiệu cho các bạn một loại thuốc trị mụn rất hay, Planet Gel, làm toan bằng thảo dược rất tốt, làm cho những cái mụn sưng tấy lên sẽ không còn nữa, làm điền da cho các bạn, sản phẩm rất tốt, đồng hành với Dương Vũ Trung vì đi diễn xa, không ăn uống đầy đủ cho nên có sản phẩm này là bạn đồng hành của Trung. Nếu quý vị thích sản phẩm này thì order ngay số điện thoại là 866-904-7546. 866-904-7546. Các bạn mua 2 sẽ được tặng 1. Và sản phẩm thứ hai Hồng Sâm muốn giới thiệu đến quý vị là một bộ nâng cơ làm cho da mặt mình thẳng hơn. Quý vị nào mà từ lứa tuổi cỡ 35 trở lên, ví dụ sau khi mình có con rồi thì cái chất hormone trong con người mình thay đổi rất là nhiều, thì cái mặt mình, cái chất collagen, những cái sợi collagen dưới mặt mình nó bị thung, nó giãn đi, thì cái elasticity là cái chất, cái sự đàn hồi của da mình nó sẽ nhão ra, thì cái mặt mình nó sẽ bị chảy xệ. Thì quý vị nên xài cái bộ kem nâng cơ và giúp cho da mặt mình sáng ra và thẳng liền. Nếu mà nói thẳng liền thì nó hơi bị xạo, là tại vì kem không cách nào mà làm thẳng liền được. Có những cái bộ kem mà Hồng Sâm thấy là quý vị có thể bôi lên nhìn thẳng liền, nhưng đó chỉ là những cái tác dụng phụ tạm thời thôi. Quý vị bôi lên trong vòng cỡ mấy phút sau thì nhìn nó thẳng, nhưng mà nó chỉ last vài tiếng và nó biến mất. Cái loại kem đó công ty cũng có, nhưng cái đó chỉ cho những quý vị nào mà cần sửa tạm thời, ví dụ mình đi ăn tiệc hay là mình đi chơi thì mình bôi lên nhìn cho thẳng liền, thì cái đó nó gọi là light filler. Nhưng cái bộ kem này là cái chính mà quý vị cần xài mỗi ngày để giúp cho da mình từ từ nó sẽ trẻ ra, và mình nên xài trước để sau khi lúc mà mình trở qua 40 tuổi, 50 tuổi thì cái da của mình nó sẽ vẫn giữ cái chất, cái sự đàn hồi của da mình vẫn còn tốt và giúp cho mình đừng có nhìn già nua đi. Thì cái chai đầu tiên là cái chai facelift. Cái facelift này bao gồm chất rất nhiều chất lipid protein. Và ngoài ra đây là một trong những cái cấu tạo của trong công ty đã đưa ra là có bao gồm tới 8 chất peptide, 8 cái peptide. Cái peptide là một trong những cái nó giúp cho tạo ra cái amino acid. Thì cái amino acid này nó làm cho mình làm cho thu hợp lại những cái chất protein, thì làm cho cái bắp thịt của mình nó săn chắc hơn và thẩm thấu rất sâu dưới da. Cái chất này lúc mà quý vị bôi vào thì nó đưa xuống dưới hạ bì, giúp cho cái bắp thịt của mình làm săn chắc hơn. Và đây là một trong những cái mà hầu như quý vị nào mà đi chích Botox đó, Hồng Sâm hay gọi là cái này là Botox in the bottle. Quý vị nào mà thường đi chích Botox làm cho cái nếp chân chim của cái con mắt mình nó thẳng ra, hoặc là Botox tất cả những chỗ nào mình cần, thì thay vì vậy quý vị xài cái chai này thì cái mặt mình nó cũng giúp cho cái bắp thịt của mình săn chắc lên mà mình không cần phải đi chích Botox. Thì khi mình chích Botox á, là Botox là một cái chất độc thôi, quý vị chích vào á, thì là nó thẳng liền, nhưng trong vòng 3 tháng phải đi chích tiếp. Nhưng khi mình chích cái Botox nó vô á, thì cái kim nó vào nó tạo cho mình có những cái vết thẹo ở dưới da, thì từ từ cái da mặt của mình, cái mặt của mình nó tự nhiên nó có những cái lỗ hổm. Lúc mà mình già đó mình sẽ thấy những cái lỗ hổm tại vì cái đường kim đi vào hơi bị nhiều. Từ 3 tháng quý vị phải chích Botox một lần thì nó mới giữ thẳng cái da mình được. Thì lúc mà Botox chích vô thì làm cho cái bắp thịt của mình nó giống như nó liệt đi, thì nó không nhúc nhích.
Thì khi mà mình cười cái bắp thịt không nhúc nhích thì mình sẽ không thấy những cái đường nhăn. Thì đó là những cái nó chỉ là cosmetic, sửa tạm thời thôi, chứ không phải là cái đặc trị cho da. Thì cái bộ này thì quý vị khi quý vị xài á, thì nó thay thế cho cái Botox. Dĩ nhiên nó không có làm thẳng liền như Botox, là quý vị chích vô cái đó là hết liền. Nhưng quý vị xài trong vòng cỡ vài tuần thì quý vị sẽ thấy là cái mặt mình nó săn chắc hơn. Có nhiều người khách đã gọi và cũng nói rằng là người ta thử xài nửa mặt để xem là cái mặt mình nó có sự khác biệt như thế nào. Thì hầu như rất là nhiều khách đã khen cái sản phẩm này và rất là thích sản phẩm này. Đây là một trong những cái sản phẩm đang bán hàng đầu của công ty. Ngoài ra, nếu quý vị mà xài cái này ở phía dưới rồi thì quý vị chồng cái chai này lên trên. Đây là sửa cái bắp thịt. Thì cái bắp thịt săn rồi thì quý vị phải cần làm cho cái da mình nó săn. Hai cái này đi đối với nhau. Cái này ở dưới bắp thịt làm cho nâng cơ, và cái này ở trên da để giúp cho da mình được săn lên chắc hơn. Hai cái kết hợp thì quý vị sẽ có một cái bộ làn da rất đẹp và gương mặt không chảy xệ. Nếu quý vị thắc mắc thì cứ gọi vào số 1-866-904-7546. Xin cảm ơn quý vị. Chào các bạn, hôm nay Dương Vũ Trung tới đây không phải hát, nhưng mà chỉ giới thiệu cho các bạn một loại thuốc trị mụn rất hay, Planet Gel, làm toan bằng thảo dược rất tốt, làm cho những cái mụn sưng tấy lên sẽ không còn nữa, làm điền da cho các bạn. Sản phẩm rất tốt đồng hành với Dương Vũ Trung vì đi diễn xa, không ăn uống đầy đủ, cho nên có sản phẩm này là đạn đồng hành của Trung. Nếu quý vị thích sản phẩm này thì order ngay số điện thoại là 866-904-7546. 866-904-7546. Các bạn mua 2 sẽ được tặng 1.